Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ Công an khám xét các cán bộ gần cận với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Vào tối ngày 13 tháng 7 năm 2020, các báo lề Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt đăng nội dung giống nhau về vụ khám xét khẩn cấp với một số cán bộ làm việc gần cận với Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Và dù các bài báo không nói rõ nơi làm việc có phải là chính trụ sở của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hay không, một số hình ảnh chỉ mang tính minh họa đăng trên báo Việt Nam là ảnh của cơ quan này ở số 79 Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Có một tờ báo trong phần dẫn nhập nhắc đến chức danh của ông Nguyễn Đức Chung, nói đây là công tác khám xét khẩn cấp đối với một người trong phòng thư ký biên tập và một người khác là lái xe riêng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Người còn lại là một cán bộ thuộc C03 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an. Bản tin trên trang của Bộ Công an nói các đối tượng bị khám xét có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015. Giống như thông lệ được báo chí và các cơ quan chức năng tại Việt Nam thực hiện, các báo đài đã nêu rõ tên tuổi, địa chỉ, nhà và ngày tháng năm sinh của 3 cán bộ có liên quan. Thông cáo nói cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Cái bài hôm 13 tháng 7 đăng tin về 3 đối tượng bị khám xét không nói gì đến một vụ việc khác được báo chí Việt Nam nêu rất nhiều gần đây, đó là vụ công ty Nhật Cường Mobile. Chủ công ty này, ông Bùi Quang Huy, đã bị khởi tố và truy nã sau các hoạt động kinh doanh trúng thầu liên quan đến một số dự án thuộc thành phố Hà Nội bị cho là có sai phạm. Là tổng giám đốc công ty Nhật Cường, ông Huy bị khởi tố về 4 tội danh buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Báo Người Lao động đưa tin bên hành lang Quốc hội chiều ngày 26 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Công an Đại tướng Tô Lâm nói về việc Bùi Quang Huy bỏ trốn. Ông khẳng định bằng mọi biện pháp, cách gì có thể làm được thì đều làm để bắt cho bằng được Bùi Quang Huy. Bộ trưởng Tô Lâm được trích lời nói đây là đối tượng chính để điều tra, song việc này không ảnh hưởng nhiều đến quá trình và công tác điều tra. Sau khi Chủ tịch của Nhật Cường Mobile bị khởi tố truy nã trên toàn thế giới, hàng loạt quan chức, cựu quan chức Hà Nội cũng bị bắt giam vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng người đứng đầu cho đường dây bảo kê này chính là Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, vẫn chưa bị sổ khám. Mới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phân công Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Hoàng Trung Hải phải ra đi cay đắng khi mà chứng kiến đồng chí đồng đảng tiêu diệt mình. Với sự kiện, Huệ và Hà Nội đã chứng tỏ ngầm trong đảng rằng Trương Hòa Bình cũng chấm dứt sự nghiệp chính trị như Hoàng Trung Hải. Như vậy, cuộc đua vị trí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có kết quả. Phe cánh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đang ngồi trong Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương tuần nào cũng họp nhóm kín ở Hà Nội, đã độc chiếm toàn bộ các vị trí quan trọng để dồn phiếu bầu cho cậu học trò đom đóm Vương Đình Huệ đàng hoàng vị trí Thủ tướng Chính phủ. Lịch sử Việt Nam không ít giai đoạn về tuổi thơ hay kỳ tích xảy ra khi vị vua mới ra đời như báo hiệu ý trời. Giai thoại cậu học trò đom đóm báo hiệu một Việt Nam có vua mới, thông minh như Mạc Định Chi. Cách đây mấy năm, giai thoại thầy giáo cũ và nhiều người đều nghĩ rằng Trần Đại Quang rồi sẽ là Đinh Bộ Lĩnh thứ hai của Ninh Bình. Đã đúng, nhưng tiếc là Trần Đại Quang cũng như Đinh Tiên Hoàng yểu mệnh chết sớm. Trương Hòa Bình dù đã cố gắng để phục vụ Trương Tấn Sang để cạnh tranh vị trí thủ tướng, nên thời gian qua đã sử dụng công cụ thanh tra chính phủ để thanh trừng các phe phái, bới lông tìm vết, kể cả gây sức ép thay đổi nội bộ kết luận thanh tra chính phủ, nhưng quên rằng mình không cùng quê với Tư Sang dù cùng giọng miền Nam. Từ Sang, Hậu Thuẫn, toàn bộ phe cánh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quê Choa. Thất bại của Sáu Bình cũng chấm hết cho phe miền Nam tại đại hội tới khi chỉ còn Võ Văn Thưởng ở lại Bộ Chính trị. Nhiệm kỳ tới, Ngân và Nhân sẽ cùng về làm người tử tế. Sắp tới, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Phó Thủ tướng Huệ cho đúng thủ tục, quy định, quy trình và Thống đốc Lê Minh Hưng hoặc Bình Duồi sẽ thay Huệ làm Phó Thủ tướng. Việc sáp nhập hai bộ, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đang được chuẩn bị cho đại hội tới. Đây là sản phẩm của Huệ và phe miền Trung về đề xuất với Bộ Chính trị và Trung ương. Huệ muốn nắm giữ hai bộ quan trọng bậc nhất này một cách toàn diện vì hiện nay Bộ Tài chính Dũng Đinh cũng bật mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư Dũng Bầu cũng khó nghe. Nếu Trọng Lú tỉnh táo muốn kiểm soát quyền lực của Huệ và phe này thì Trọng sẽ đưa các thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư đang là ủy viên dự khuyết đã qua lớp nguồn đi địa phương để sau sáp nhập còn có người kiểm soát. Vì hầu hết thứ trưởng tài chính sẽ hết tuổi khóa tới nên người của Trọng bên Kế hoạch Đầu tư sau luân chuyển sẽ về nắm. Cụ thể hiện đang trống các vị trí như Chủ tịch Nghệ An, Bí thư Cần Thơ, Bí thư Quảng Trị, Đà Nẵng, Hưng Yên, tất nhiên và nhiều các vị trí khác là của Phúc do Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trợ lý Thủ tướng tùy ý lựa chọn. Cuộc đua Thủ tướng Chính phủ đã ngã ngũ nhưng vị trí Tổng Bí thư thì sẽ là một cuộc chiến khốc liệt nhất. Huệ chắc chắn sẽ giữ chắc được suất Thủ tướng, càng gây sức ép buộc Phúc chỉ còn cửa đi lên Tổng Bí thư mới được ở lại nhiệm kỳ nữa, đồng nghĩa với việc Phúc và Vượng phải một mất một còn. Vượng chẳng có gì nổi bật, kinh bang tế thế cũng không và chỉ sạch sẽ theo nghĩa chưa bị lộ, còn cái cũng ấm chỗ an nhàn ở Văn phòng Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương rồi. Thua Phúc về mọi mặt, quan hệ tiền tệ lại được cả dân khu 4 ủng hộ, với Vượng dân khu 2 chơi với nhau nhưng không bè phái như Nghệ An, Hà Tĩnh, khu 4. Nhưng Vượng có Trọng hậu thuẫn, Trọng cũng có ngấm ngầm con át chủ bài đó là Bình Duồi thay Huệ nếu Huệ phản. Mấu chốt quyết định nhân sự Bộ Chính trị khóa tới sẽ là Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con. Không phải vì Chung Con sẽ có suất Bộ Chính trị mà là Chung Con đang đóng vai như Tano trong phim Bố Già. Các ông trùm băng đảng đều cần một bộ não, hiểu rành rọt đối thủ, nắm được tất cả các điểm mạnh, điểm yếu của các phe và đặc biệt, Chung Con lại giỏi xoay sở, dám làm liều. Dám cho đàn em theo dõi cả lãnh đạo chính phủ, bên đảng theo dõi Ngọc, Phạm Minh Chính, Phan Đình Trạt, bên Hà Nội theo dõi Thành ủy, Ủy ban Nhân dân. Có tiền là nhận làm, giá cả sòng phẳng. Huệ về Hà Nội nếu Chung Con nhận tiền xử Huệ, Chung cũng quậy cho có phốt, vì Chung Con chẳng còn gì để mất. Vợ sắp bị bắt vì vụ Nhật Cường Mobile và đã sẵn sàng làm thủ tục ly hôn với vợ để bảo toàn tài sản và lách quy định 204 của Trung ương về trách nhiệm người đứng đầu nên cũng không sợ. Nếu Phúc muốn hạ Trọng, vụ 3.000 tỷ thất thoát ở Hà Nội trong khi Trọng làm bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội thì phải cần hỗ trợ của Chung Con. Chung Con cũng làm nếu giá cả hợp lý và kèm việc thoát tội và được tiếp tục sự nghiệp chính trị. Giá khá chát nhưng Phúc được Tổng Bí thư cũng sướng và Chung Con cũng đang ở thế khó. Bí thư Thành ủy còn phải mất ghế thì việc Chung Con còn tệ hơn, nhưng rất may chưa bị xử lý vì các phe phái phải nhìn nhau trước khi xử Chung Con. Liên minh Phúc Nghèo và Sáu Bình mới thành lập có định mượn tay của Chung Con để hạ vây cánh của Trọng Lú, nhưng miếng ăn không dễ đến tay. Phe của Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính cũng không buông với sự tiếp tay của Phan Diễn. Vợ Chính cũng đã kết cực thân với vợ Chung khi cả hai hùn vốn xây bệnh viện ung bướu ngàn tỷ ở Hà Nội. Vì vậy mấu chốt cho vị trí Tổng Bí thư cũng như cuộc chiến tranh như thế nào sẽ là việc có xử lý Chung Con hay không. Và được biết Chung Con cũng đã mạnh tay quan hệ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho phe chống Thứ trưởng Ngọc trắng trong Bộ Công an để bỏ qua việc của mình. Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị ngã ngựa. Nguyễn Đức Chung tức Chung Con sinh ngày 3 tháng 8 năm 1967, quê quán ở Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Chung vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1994. Để chinh phục những nấc thang quyền lực, Chung trang bị cho mình các bằng cấp cao, ví dụ như Đại học Cảnh sát, Đại học Thương mại, Tiến sĩ Luật, cao cấp chính trị, bằng C Anh Văn và là anh hùng lực lượng vũ trang, cùng với một tá huân huy chương bằng khen đủ các loại. Từ một điều tra viên chỉ sau 2 năm, 2012, Chung leo lên bí thư đảng ủy, giám đốc công an thành phố, ủy viên ban thường vụ thành ủy, một nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Hơn 3 năm sau, tức tháng 12 năm 2015, Chung nhảy tót lên chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay Nguyễn Thế Thảo. Có tin đồn Phạm Quang Nghị nhận 30 triệu đô la Mỹ để dàn xếp cho Nguyễn Đức Chung ghế chủ tịch. Việc này khiến cho các phó chủ tịch Hà Nội đương chức lúc ấy như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Xuân Việt, Nguyễn Văn Sửu ôm đầu cay cú. Nguyễn Đức Chung, đứa con nuôi của Lê Hồng Anh, đã trở thành Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 tháng 1 năm 2016. Thời gian êm đềm cho đến tháng 5 năm 2019 khi C03 Bộ Công an khởi tố vụ án buôn lậu rửa tiền và sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường. Khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam một số người, kể cả Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy. Nhưng Huy đã nhanh chân bỏ trốn trước mũi của C03 và bị phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế. Công ty Nhật Cường được cho là câu kết với các cán bộ của một số cơ quan nhà nước, thành phố Hà Nội, thực hiện các hành vi gian dối trong đấu thầu để trúng các dự án có giá trị ngàn tỷ. Vụ việc được đồn đoán liên quan đến công ty Sân Sau và gia đình của vợ con Nguyễn Đức Chung. Báo chí của Đảng cũng réo tên bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ Nguyễn Đức Chung. Cuối năm ngoái, báo Dân Việt giật tít nhà thầu Nhật Cường nhờ công ty Minh Hoa để thắng thầu ở Sở Kế hoạch Đầu tư. Nhà thầu Nhật Cường nhờ công ty Minh Hoa để thắng thầu ở Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhà thầu liên danh công ty Nhật Cường Đông Kinh thắng gói thầu 43 tỷ Việt Nam đồng của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội nhờ trước đó đã có một hợp đồng tương tự với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Hoa số 174 Thái Hà, Đống Đa, thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa làm giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường được đồng ý thực hiện thí điểm gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, trùng hợp với gói thầu Sở Kế hoạch Đầu tư đang tiến hành thủ tục đấu thầu rộng rãi. Sở này đã từng thông báo đấu thầu rộng rãi nhưng đã tạm dừng để sau đó liên danh Nhật Cường Đông Kinh thắng thầu gói thầu trị giá 43 tỷ Việt Nam đồng. Vì sao liên danh Nhật Cường Đông Kinh thắng thầu gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội? Sau khi đã có thông báo thầu rộng rãi tạm dừng, cuối năm 2016, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội tiếp tục mở lại gói thầu nhưng bổ sung thêm yêu cầu về giải pháp tiêu chuẩn kỹ thuật số hóa tài liệu đã được thực hiện thí điểm thời gian qua. Theo thông tin Dân Việt có được, một trong những tiêu chuẩn được bổ sung là nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự. Cụ thể, điều kiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự về quy mô gói thầu có tối thiểu một hợp đồng có giá trị 35 tỷ đồng trở lên hoặc hai hợp đồng 20 tỷ mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính trong 3 năm gần đây, 2013, 2014 và 2015. Đối với điều kiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự theo tính chất công việc, có tối thiểu 3 hợp đồng tương tự theo tính chất công việc mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ, hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính trong vòng 3 năm. Hợp đồng của nhà thầu liên danh Nhật Cường Đông Kinh có một hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện, đó là hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP. Hợp đồng được ký giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Minh Hoa, chủ đầu tư, với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường ngày 28 tháng 12 năm 2015. Gần một năm trước, ngày Sở Kế hoạch Đầu tư mở gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ doanh nghiệp, giá trị hợp đồng là 40,6 tỷ Việt Nam đồng. Bùi Quang Huy, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường ký hợp đồng, còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Minh Hoa đăng ký kinh doanh tại địa chỉ số 174 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, giám đốc công ty đại diện, ký hợp đồng. Tháng 11 năm 2015, hai bên có biên bản nghiệm thu xác nhận công ty Nhật Cường đã hoàn thành 85% khối lượng công việc của hợp đồng. Một tháng trước thời điểm gói thầu mở thầu của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Với hợp đồng tương tự kể trên, liên danh Nhật Cường Đông Kinh đã thắng thầu và ký hợp đồng thực hiện gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội với Sở Kế hoạch Đầu tư vào ngày 26 tháng 12 năm 2016. Được biết, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa có địa chỉ đăng ký thường trú ở 88 tổ 6B Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Và được biết bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là vợ của Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, người đã tử vong do rơi từ tầng 27 chiều ngày 15 tháng 8 năm 2019, là người đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư ký hợp đồng với liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh. Liên quan đến gói thầu này, ông Nguyễn Tiến Hào, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, cùng với Lê Di Tuấn, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Đông Kinh, đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội nhảy lầu hay bị sát hại từ tầng 27 của tòa nhà Vinaconex xuống đất tử vong. Ông Khương liên quan đến Công ty Nhật Cường, vì thế đồn đoán giết người diệt khẩu rầm ràn khắp thủ đô Hà Nội. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy, cựu Giám đốc Kế hoạch Đầu tư Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam cùng với số viên chức trong Sở Kế hoạch Đầu tư để điều tra những sai phạm liên quan đến dự án Nhật Cường. Đến lúc này, xem như lưới đã vây tứ bề, dư luận rủ nhau hóng chờ cá mập Nguyễn Đức Chung và vợ sẽ bị tóm. Trước ngày Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Duy, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, Cục C03 được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, có người gửi đơn tố cáo quy trách nhiệm ông Ngọc trong vụ Trần Bắc Hà bị tạm giam tuyệt thực và chết tại trại giam 771 Bộ Quốc phòng. Những người am hiểu chính trường Hà Nội cho hay có ân oán giang hồ giữa tướng Chung và tướng Ngọc. Đầu năm 2020, một lá đơn cáo Chung Con dài hơn chục trang gồm các chi tiết rất cụ thể như tài sản cá nhân khủng của gia đình Nguyễn Đức Chung, vợ đứng sổ đỏ làm chủ 10 căn hộ cao cấp ở Riverside do Vingroup xây dựng. Chuỗi hệ thống siêu thị Minh Hoa cung cấp cây xanh cho Hà Nội, móc nối làm ăn với Công ty Nhật Cường. Gia đình Nguyễn Đức Chung đầu tư 258 tỷ đồng xây cao ốc 16 tầng trên khu đất 966 m². Nguyễn Đức Chung mua nhà cho con du học ở nước ngoài. Chung nhờ VP Bank chuyển 150 triệu đô la ra nước ngoài tháng 7 và tháng 8 2018. Đơn cũng chỉ rõ Chung chỉ duyệt cho công ty nào có quan hệ, chỗ khác Chung không duyệt. Các công ty Chung ưu ái như Lã Vọng, Bắc Chín, Sun Group, Vingroup, SHB và Hiển Mít, Bridco có gắn với 3X, An Bình, Kelebsimco của tiền coi. Việc chính phủ ngầm chỉ đạo không cho FLC, Vingroup và Sun Group vay tiền của ngân hàng thì Chung ký hợp đồng hợp thức hóa các dự án với việc liên kết và các đơn vị đứng tên vay tiền. Chung dính rất sâu với anh em nhà Phạm Nhật Vũ. Tại Hội nghị Trung ương 12 hồi tháng 5 năm 2020, Nguyễn Đức Chung lọt về top đầu danh sách quy hoạch cán bộ chính trị khóa 13 nhiệm kỳ 2020-2025. Tham vọng mà chúng con hướng đến hoặc là cái ghế Bộ trưởng Bộ Công an hoặc ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội nếu như Tô Lâm và Vương Đình Huệ được lên cao hơn. Cho bằng được Bùi Quang Huy để kết thúc vụ Nhật Cường. Mạng xã hội cho rằng thì vợ của Chung là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa sẽ bị bắt khẩn cấp, khi ấy sự nghiệp chính trị của Nguyễn Đức Chung tức Chung Con sẽ bị chấm hết. Chiều tối ngày 13 tháng 7 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước, theo Điều 337 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015. Thứ nhất, Nguyễn Ngọc Anh sinh ngày 20 tháng 5 năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, thư ký của Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thứ hai, Nguyễn Hoàng Trung sinh 27 tháng 7 năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là lái xe riêng của Chung. Thứ ba là Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1983, trú tại Tân Triều, quận Thanh Trì, Hà Nội, đại úy công an, công tác tại C03 Bộ Công an. Vụ án có thể hiểu như sau: Phạm Quang Dũng đã cung cấp tài liệu bí mật của C03 Bộ Công an cho phe nhóm của Nguyễn Đức Chung. Do có nội gián nên C03 lộ án, Bùi Quang Huy cao chạy xa bay. Tài liệu, hồ sơ và tiến trình điều tra vụ án Nhật Cường đã bị rò rỉ ra ngoài. Việc C03 bắt vụ hoa hậu bán dâm 30.000 đô la chiều ngày 13 tháng 7 năm 2020 được xem là hành động nghi binh đánh lạc hướng cho bọn Ngọc, Trung, Dũng mất tập trung, hòng triển khai quân đánh án. Vụ án chiếm đoạt bí mật nhà nước, Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng và huy động nghiệp vụ cho những bước tiếp theo để hoàn tất vụ án. Thông tin quan trọng chắc chắn sẽ được công bố trong thời gian tới, nhưng Nguyễn Đức Chung đang tứ bề thọ địch. Số phận đã không mỉm cười với Chung Con trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.